anh vừa từng diễn một vai điên mà đáng yêu cực luôn. Điên đáng trong yêu cực hả? Trong Không Dành Cho Em là điên mà cực đáng yêu luôn ấy. Bây giờ có như này nhá, anh Đỗ Lan Phương nhá, diễn cái vai mà bạn bảo là đáng yêu ấy, điên mà đáng yêu là một này, làm cho tôi cảm thấy đáng yêu. Một cái thứ hai là mà diễn câu nào nói cho tôi sợ, làm được. Điên mà đáng yêu thì lúc đấy phải có người diễn cùng thì mới được. Anh! Hả? Anh tắm cho em, anh tắm cho em. Anh tắm cho em. Tắm cho em? Vâng. Tắm? Vâng. Anh tắm cho em, không biết tắm. Thế á, thế á? Ừ. Thế thì anh đáng yêu rồi. Thế là anh đáng yêu rồi. Hả? Nhiều khi anh tôi tò mò lắm, muốn thích đi diễn lắm. Cứ nói anh Đỗ Thanh Hải mà không đang cho đi diễn ngay xem như nào. Anh nhìn mặt. Không đùa đâu. Anh nghĩ anh là cái loại gì? Đừng nói kiểu mặt đấy. Thử nhìn đều xem. Thử nhếch mắt như xem. Dám không? Ghê nhỉ. Em có lỗi gì ạ? Nhìn đều. Nhìn đều. Nhìn đều ạ? Thế em không dám nhìn nữa. Rất ghét cái loại mà đi ra ngoài đường mà nhìn đều. Nhá. Nhá. Em xin lỗi chị. Em nhìn đều. Ok. Sợ chưa? Rồi. Em okay. Sợ chị rồi. Game over. Gớm đấy. Nói chung là thưa quý vị là đấy, cái bà vợ này cũng gớm đấy, mệt đấy. Nên là tôi cũng thông cảm cho ông xã nhà Lan Phương đấy. Anh cũng biết mỗi một câu tiếng Pháp rồi anh bạn anh dạy thôi. Tu sors avec moi ce soir. Em có đi chơi với anh tối nay không? Anh cũng biết mỗi câu ấy thôi, mà chỉ cần câu ấy thôi. Chỉ cần câu ấy thôi. Vous voulez voir vrai, on y a tué moi vrai, ou bien moi bien pas ça. Anh xin lỗi em vừa chửi anh ra. Anh! Hả? Anh tắm cho em, anh tắm cho em. Như là mẹ đã nói với cả Vân Khánh, mẹ nói với Lan Phương là mẹ rất tự hào vì được làm việc với con cùng với các chị em Bon. Và bộ phim Thương Ngày Nắng Về là một cái dấu ấn, là một cái kỷ niệm không bao giờ phai mờ với mẹ. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 20 giờ tối thứ bảy trên VTV3.